Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Mà Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở làm video này đây là bắt 4 hóng binh em ơi. Hôm qua sau khi trong một đêm thì hóng binh gần mười mấy 20 lần trả ra được gì. Trưa nay thì Khải sẽ tiếp tục hóng binh tiếp. Khi nào ra được cái nó thôi nè. Xem live foil của anh em này. Tè leo ông bí luôn. Đang Khải chuẩn bị thì tên nè. À, chiều nay sẽ được 3 lần nha nè. Chiều nay hôm nay sẽ được 3 lần. Anh em xem video đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ cho nha nè. 3 lần cũng mừng. Rồi, tiếp tục thôi. Rồi, cho nó bất tường ngay cánh cục mấy mấy là vui nè. Hôm qua mấy mấy cách kiểu mà của mình nó dạng kiểu hên xui kiểu này nói là mình chọn muốn cánh trong sứ mệnh mấy người vui rồi tục mong ra nó em ơi đậu xanh đây, ok. Trước khi hướng bên này cho anh em xem lại phôi. Phôi này chờ đã nỏ nè. Đây chờ đã nỏ. Rồi, vô. Bắt 4 là bắt 4 rồi. Lần này lần thứ hình như là 16, 17 rồi nè. 17, 18 rồi vậy. Trước khi hướng bên thì nói thêm sức thật rồi. Nó đi. Kích nó đậu xanh á, bao nhiêu nó cay, cứ nó nhảy hoài vậy trời. Phải lên. Nó cái kích ra chỉ 4 lần rồi nè. Vãi cái trướng. Kích ra chỉ 4 lần rồi, vãi thiệt. Thua quá anh em ơi, thua luôn. Đậu xanh á, kích ra hoài vậy. Ra ngoài cha nội xin cho nó ai feed down nó đậu xanh gì feed down kích liên tục luôn nè vãi cả nồi tao chết rồi kiểu này to này đậu xanh càng muốn gỡ còn ra toàn vũ khí rồi không bây giờ em thấy không đồ cái feed down này từ cái feed down không riết mười mấy chục lần vẫn lại feed down như cũ. Trời ơi, bó tay cái feed down như là 3 lần rồi nè, cái feed down 3 lần thì kích 4 lần rồi. Má nhỏ thiệt chứ. Rồi làm phát cuối. Bỏ tay chấm cơm luôn nè. Này phát cuối nè. Này phát thứ 3. Phát thứ 3 trong cái bát 4 này. Phát này là phát thứ 20. Thầy nghĩ phát này phát thứ 20. Nhỏ tiệt. Ok. Sau khi đúng 20 lần hót này em vãi nồi hơn quá. Woo. Đi cậu 20 lần hót. Rớt nước mắt. Rớt nước mắt. 20 lần hót. Hết 24 kim cộng 3 kim phôi bằng 27 kim. Wow. Đi cậu. Woo. Sao lời cây này tầm hơn 30 kim đấy, đừng đùa. Lỡ chỗ nào. Ôi, trời ơi anh em ơi. Rồi hơn cả vũ khí luôn. Cho cả vũ khí phát sáng luôn nha anh em. Quá đã. Mua luôn cây này trên 30 kim đấy. Hóng xong hết gần 30 kim. Bình vốn không anh liền.
xa khu đưa trở về gian tân, trong vu quy nói lên khiến ta đau lòng. À, chứ chứ không là lộ sắc mệnh. 15 năm có mấy chữ về mà sao ta vẫn vương nhớ nhung hoài, tìm em trong phòng ba gió sương hay trong giấc mơ. Ai hay quá em ơi, nói chung thì khỏe quá rồi, phát làm cây của Quý phát sáng rồi, phát sáng tốt một kim anh em, làm một Quý phát sáng rồi. À, 49 đây làm một Quý phát sáng cho anh em xem. À, đây đá phát sáng rồi nè, dùng để cho tạo bảo vật đá phát sáng nè. Đây đá phát sáng thì sẽ ép vào ngay chỗ góc này nè, tốn một kim ấy, cái này ép phát sáng cái cây vũ khí luôn. Hiện tại anh em nhìn này, cây vũ khí này thì 42 chưa phát sáng nha nè, chưa phát sáng tại vì Khải thấy chưa đẹp lắm nên Khải không làm. Ở tầm này thì nói chung tốn hết 20 lần hóng binh, 20 lần hóng binh thì vị chi một lần hóng thì được rồi, 750 xu một bộ tam sắc thạch này, hóng binh tầm cho 300 xu là một can, một can 50, can 50 kèm 200 xu là một can 250, can 250 kèm với 50 vạn thì khoảng tầm cho 100 xu nữa đi, một cái 350, đó, một lần hóng một cái 350 nè, sắp xỉ khoảng một ca tư đi, tại vì tiền dạng tính đến 50 vạn là gần 200 xu ấy, một ca tư nhân cho 20 lần hóng, hết 28 kim. Một lần hóng 1.000 xu nhân cho 20 lần bằng 28 kim, vẫn lời, vẫn lời nha em, vẫn lời cái nó. Cái nó này hiện tại thị trường hơn 35, gần 40 kim anh em. Cái nó này thị trường hiện tại bây giờ thì theo Khải nghĩ là nó tầm hơn 30 kim, thị trường giờ hơn 30 kim cây này. Rồi phát sáng rồi em ơi, lần phát sáng là màn luôn, quá đẹp. Lực đây chắc chắn sẽ hơn này, chắc chắn sẽ hơn cái cây này khá là nhiều. À, đó, đây muốn phát sáng gì năm đá phát sáng mà vãi nồi vậy, vãi lên năm đá phát sáng vãi nồi, tưởng một cục anh em thôi cho đù chết rồi. Một lục một tử một lam năm đá phát sáng 3.000 xu 1.000 vạn. À đồ thôi thôi tầm này thôi ngừng, bữa nào dư tiền để rẻ chơi anh em, đầu thì năm cục phát sáng luôn đó là thôi anh em ơi, ngừng anh em ơi. Ok anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Vừa rồi thì đã hơn 20 lần hóng thì đã được cái nỏ rồi anh em, là trong lượng khá là ok, là Khải test cho anh em xem rồi lục tay lên bao nhiêu. Đây ngọc bội đâu, nhẫn này, ngọc bội này, cứ cho anh em xem. Và tiếp theo này mang cầm cái này nha, một này, 15 này, nhẫn này, nhẫn có ngọc bội thấu. Lực tay bao nhiêu? Đây nè, đây là cho anh em xem nha. Đây, Khải so sánh hai cái vũ khí cho anh em xem nha. Cái này là cái cũ nè anh em. Đó, cái cũ này, cái cũ này, mang lại hết đồ cũ nè. Đó, được chưa? Từ à, thiếu một cái nhẫn trong rương rồi. Lực tay sẽ lên đáng cỡ nè, không biết đâu. Đây. Lực tay hiện tại, lực tay hiện tại của cây vũ khí cũ, cây vũ khí cũ là 42 rồi nè. Kết hết đồ nha, sẽ đồ này kết hết bình thường nha. Đó. Đó,
Rồi, tay súng này là 5043 cây 42 dòng 1. Đó, anh em thấy chưa? Rồi, giờ bắt đầu được cái mới vô. Được cái mới vô nha. À, thủ nè. Nhẫn nè. Nhẫn nè. Tưởng làm cái vật sáng chơi mà cái vật sáng cao quá. Nem cục từ từ nè. Hôm nay chơi hơi phí. Tại vì Khải kích ra cái vào được nên là không sao nè. Thích lúc nào dư dư tiền thì kích. Này không đủ kim. Nem cục vật sáng tính ra nem kim. Đó. À, cây này là 3960. Nó cũng dạng tương đối nem hơn 100, gần 100 lực tây. Nem 512. Đó. À, tính ra nó hơn nhiều. Nem 512. Nó kích hết chưa? Đó. Nó hơn một tí thôi nè, không nhiều lắm. Này. À, 5512 trừ cho 5443. Mà cây này nó sẽ đẹp hơn em, hơn gần 70 lực tây nè. Đó, hơn 70 lực tây thôi nhưng mà nhìn cái này nó sẽ chắc, với lại nó có dòng sát thương một lý ngoại công nè. Có dòng sát thương một lý ngoại công này á, Khải cảm giác cầm cái này đánh anh em nó có cảm giác chí mạng cao hơn nè. Có cảm giác chí mạng cao hơn cái cây thường này nè. Tại vì anh em cứ thử trải nghiệm thôi, tại vì Khải chơi rất là nhiều server rồi. Nên là những cái cây một dòng như thế này mà không có dòng sát thương một lý ngoại á, nên là Khải ít muốn xài lắm. Cái này Khải mua khoảng hơn 10 kim thôi nè. Cái này thì cây cũ Khải mua khoảng hơn 10 kim thôi. Đó, mua hơn 10 kim thôi. À, giờ cái này tính ra cái này là gần sắp xỉ 28 kim nè. À, có thêm cái dòng sát thương một lý 60 mà nó giá nó rất là, nó hơn đến gần 1/2 cây kia nè, hơn gần 1/2 cây này vậy. Đó, như anh em có muốn tìm hiểu trải nghiệm như thế nào anh em cứ tự trải nghiệm thôi. Còn như Khải này làm gì làm phải có cái dòng sát thương một lý ngoại công thì đánh vào người đối phương nó mới có chí mạng cao nè. Khải nhận định là vậy, vì Khải đã chạy qua khá nhiều server rồi nên là những cây mà vừa sát thương điểm và vừa sát thương một lý cao là Khải xúc ngay nè. Đó, sẽ ưng, rất là ưng luôn, đánh rất là chí mạng luôn. Rồi, nói chung anh em xem video thì đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ em chơi nha anh em ơi. Ok, không, video này anh em đừng quên ủng hộ, đăng ký kênh và theo dõi video và xem livestream hàng ngày vào lúc 19 giờ hàng ngày nha anh em.